Tiếp theo nhá. Cái vấn đề undo thì liên quan dữ liệu undo nhé. Liệu undo thì cái cơ chế tạo ra của nó này mọi người biết được đúng không? Nó là khi mà chúng ta update dữ liệu, insert để delete dữ liệu đúng không? Cái dữ liệu cũ của nó. Insert thì không có dữ liệu cũ, nhưng update và delete có dữ liệu cũ thì nó có phải undo. Đúng không? Dữ liệu mới nó thực hiện là cập nhật luôn ở cái data bucket. Đúng không? Ví dụ như là username là Bình thì dữ liệu là Bình new, Bình old thì nó nằm ở undo. Và Bình new thì nó nằm ở cái phần data buffer cache nhá. Đấy. Khi mà commit thì bắt đầu dữ liệu đó là được đánh dấu là đã commit và mà gọi là đưa tí block sẵn sàng cho việc ghi xuống data file. Nhưng mà khi commit thì đã ghi xuống data file chưa? Mọi người nhớ lại nhá. Khi commit đã ghi xuống data file chưa? Và khi commit thì nó ghi xuống đâu? Nó ghi xuống đâu? Vậy thì còn lại chúng ta có bằng đấy cái thôi. Commit cho làm gì? Ghi xuống data file chưa? Nhớ lại sao mọi người? Khi mà đã có commit ghi xuống data file chưa? Thế là gọi là cố gắng mỗi người trong một buổi phát biểu nhưng mà một câu nhé. Đức xong này. Châu nào? Dạ, lúc commit thì chưa ghi xuống data file. Chuẩn, perfect. Tiếp thì khi commit nó làm cái gì? Khi commit thì dữ liệu sẽ được ghi vào redo lắp nó file trước. Chính xác. Rồi. Đó, sau đó thì xong khi mà nó thực hiện trong cái khi mà commit thì nó là có switch lock không? Dạ chưa. Ừ, chính xác, chuẩn. Nó lại là switch lock, đúng không? Dạ, đúng suốt rồi. Ngày là switch lock thì nó chết. Bởi vì khi switch lock thì nó thực hiện cũng ấy mà. Khi switch lock thì nó thực hiện checkpoint mà. Mà khi checkpoint thì nó ghi dữ liệu xuống data file. Do đó nó không 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 thực hiện switch lock liên tục đâu. Mà cái chu kỳ switch lock mà chuẩn của local là 1 tiếng mấy lần? Em nhớ là khoảng như là nó đầy thì mới đúng rồi, đầy đúng rồi, nhưng mà ý là đầy nhưng là nhiều khi nó suýt lốc nhiều quá ấy, thì nó không có không theo khuyến nghị của Oracle thì nó không tốt. Thì Oracle khuyến nghị là bao nhiêu một tiếng là suýt lốc mấy lần là phù hợp là tối ưu. Em không nhớ cái này. Khuyến nghị của Oracle là 3 lần. Thực tế nó có thể 4 lần, 6 lần được. Mà thực tế là nhiều khi có thể 10 lần vẫn ok nha. Ok như nào? Ví dụ như một database mà nó một một ngày nó khoảng 5 TB okay. Thì 3 lần thì nó file nó to lắm, file gốc to quá. Thì vẫn chấp nhận là 10 lần được. Mà thực tế thầy vận hành cái hệ thống mà 10 lần vẫn chạy mượt. Còn các hệ thống khác thì nó vừa vừa vài t 10 t đổ về chẳng thế. Database data file 10 t đổ về nhá. Còn archive có thể nằm tầm dưới 1 t chẳng thế. Hoặc là vài trăm ghi hoặc mấy chục ghi thì có thể là 3 lần đến 6 lần khoảng đấy cho cái giải này thoải mái. Thì vẫn ok nhá. Nhiều hơn thì có lẽ không tốt mới đâu. Nhiều khi đâu không sao mới đâu.
nhưng mà nó cũng không không theo đúng khuyến nghị của Oracle thì nói chung là cũng không không tốt mấy. Còn ngẽn thì đương nhiên mình phải xử lý rồi. Ngẽn thì có nghĩa là cái phần mà review size nó nhỏ quá hoặc là group ít quá, nó không kịp suýt đi đấy thì nó nhỏ quá thì mình phải xử lý rồi, cái đấy là lỗi nhưng mà mình phải xử lý rồi. Ngẽn là mức cái phần review lốc đấy. Thì liên quan đến câu hỏi hỏi Châu ấy thì là khi commit đúng không thì dữ liệu của data object nó đánh dấu là dirty và đã commit sẵn sàng ghi xuống, và khi commit thì nó đẩy tất cả các dữ liệu trong review buffer xuống, nó không phải cái dữ liệu hiện tại của mình commit đâu, còn tất cả các dữ liệu khác nữa đẩy xuống cái doc file. Cái doc file thì nó mình thiết kế là mỗi group là 2 member đúng không, nó an toàn rồi. Và khi commit nữa nhá, trước khi commit thì cái dữ liệu mà ở trên kia ấy thì mọi người nhớ lại hôm trước là cái undo nó có 3 trạng thái đúng không, một là trạng thái gọi là đang gọi là active đấy đúng không, active có nghĩa là giao dịch chưa commit. Cái thứ hai là trạng thái là inactive đúng không, inactive có nghĩa là đã commit rồi đấy. Cái trạng thái thứ ba trên undo nó là expire có nghĩa là vượt quá cái thời gian của mình, ví dụ mình để 900 giây hay mình để 24 tiếng luôn, nó vượt quá thời gian đấy rồi đấy, hoặc là dung lượng không đủ thì nó có expire sớm hơn đấy. Khi mình commit thì cái dữ liệu trên dữ liệu cũ trên undo ấy, thì nó sẽ dữ liệu cũ trên undo thì nó sẽ đánh dấu vào trạng thái là inactive nhá đấy. Còn active dữ liệu active mà chưa commit thì trên undo thì nó vẫn phải giữ nguyên để trong bất kỳ trường hợp nào mình roll back mình lấy lại cho nó dễ mà đúng không. Đấy là phần liên quan đến phần undo redo một chút. Redo với undo thì khác nhau chỗ nào nhỉ? Redo và undo. Duy là. Bên nhà không có bài à? Em đây thầy. Ừ, trả lời nào. Cứ hiểu cái gì nói đấy, sai cũng được, sai thì sau khi thầy hỏi vài câu thì sẽ được hình đúng, sai cũng được, cứ hiểu gì nói đấy, nói không nghĩ luôn nhé. Và theo như em hiểu thì cái review kiểu lưu thay đổi của mấy câu query insert update ý. Đúng rồi, và DDL nha, đúng không? Vâng. Ok rồi, nó là cả dữ liệu commit và chưa commit nhá. Đấy, rồi undo. Undo thì kiểu là khi commit rồi nó sẽ lưu dưới. Rồi bây giờ thầy update customer where cái where id bằng cái gì đấy, update set cái giá trị name bằng duy bằng duy new chẳng hạn thế, thì cái duy âu nó nằm đâu? Nó sẽ nằm ở cái undo. Ừ, rồi, chính xác. Bất chợt thì thầy thấy câu lệnh đấy nhầm rồi, mình thấy đôn bách lại. Đúng không? Vâng. Do nó lại sẽ lấy dữ liệu như nào? Nó sẽ lấy dữ liệu trong redo ra. Undo ra. Redo nó chỉ lấy cho con trình mà recovery khi bật database lên thôi. À. Vì nó mất đồng bộ nó mới lấy từ redo ra thôi. Chứ đọc redo lâu lắm, đọc cái file redo nó mấy trăm mê nhưng nó đọc lâu lắm. Còn undo thì có luôn. Vâng. Lấy undo ra xong rồi nó đáp vào phần data object cách thôi. Là xong. Tôi lại môn bách ấy. Là nhanh nhất. Bởi vì em là một giao dịch. Database nó là nghìn giao dịch. Nó phải nhanh, cực kỳ nhanh. Đấy thì undo là cái nhanh nhất rồi. Vâng. Còn redo là khi mà giả sử em đang chạy bình thường em shut down bot hoặc là mất điện sầm nguồn, khi bật lên thì bắt đầu nó sẽ có sự bất đồng bộ. Hôm trước mình xem cái bài video của mình đó, mình thấy rằng có những cái data file của nó, cái SCN của nó 1.2, cái redo nó là 1.5 rồi đúng không, checkpoint là 1.5 rồi, nó mất đồng bộ rồi thì lúc nó phải đọc từ redo ra lấy lại. SCN là khi mình commit nó thay đổi SCN ấy thì sẽ lấy từ cái redo ra,
Riru có cả commit không commit mà. Vâng. Đấy để nó bộ lại cái dữ liệu đã commit mà chưa ghi xuống data file. Đúng không? Đã commit chưa ghi xuống data file. Đấy cho nó đẩy đồng bộ này để nó đồng bộ cái SCN cho nó trùng với số 105 kia là số lớn nhất. Thì bắt đầu nó phải cho phép mình open được database đi. Đấy thì cái redo là cái quan trọng lắm. Nên tại sao redo nó là hai member trong một group. Mất một cái này còn cái kia. Nếu mà sử dụng mất cả cái redo là nguy cơ phải recovery dữ liệu đấy. Từ bản máy app ấy. Thì khi đó sẽ mất dữ liệu. Mất như nào? Mất tức là từ cái bản máy app đến thời điểm bây giờ ấy, dữ liệu nó lỗi chỗ ấy, redo mình mất rồi mà. Thì khi đó nó phải dựa vào archive, nữa archive còn bao nhiêu thì bắt đầu nó sẽ restore đến thời điểm còn archive. Đấy. Còn tất nhiên nó sẽ không được đến thời điểm hiện tại đâu. Mình mất redo rồi mà. Ví dụ bây giờ 8 giờ, 20 giờ 49 phút đúng không? Đấy. Mà mình backup xong lúc 3 giờ sáng. Thì từ 3 giờ sáng giả sử như redo nó đã đẩy archive đến lúc 8 giờ là thì mình cùng lắm chỉ restore đến thời điểm 8 giờ rồi. Còn từ 8 giờ đấy, 8 giờ tối ấy. À, tức là gọi 20 giờ đấy. Còn từ 20 giờ đến 20 giờ 49 phút là không restore được. Mất được redo rồi. Do group mình thiết kế một group là thế đúng không? Một member trên một group mất là mất luôn. Đấy là mất dữ liệu đấy. Còn câu vậy nó đơn giản đấy mà. Mỗi restore là database. Khi lỗi data file restore database. Hoặc restore data file ở đó. Tùy mình lỗi cái gì. Xong rồi recover. Đấy. Mỗi hai câu lệnh thôi. Còn khi đó tự động nó sẽ cập nhật cho mình. Tự động nó sẽ tìm cái file cho mình, tìm cái log cho mình, bởi vì các cái thông tin cái log nó nằm trong hết các trong file rồi, nó thế tự động nó tìm nó trả mình trả về ấy chứ cả, xong lỗi đâu thiếu đâu thì bắt đầu mình tính tiếp, đang đọc file này như vậy lỗi ở cái log đấy nó lỗi cái log chẳng thế, bởi vì thông thường cái này thường nó do lỗi san là nhiều, thì cái lỗi đấy nó nhiều vấn đề lắm. Tiếp theo cái unknown retention để làm gì? Ai hiểu cái từ unknown retention? Ai hiểu từ undo retention nhỉ? Châm nào? Cái này là thời gian mà dữ liệu còn undo còn được lưu trước khi bị ghi đẻ. Ừ. Rồi. Đấy cơ bản đúng thế. Nhưng vấn đề là trong cái những trường hợp mà mình không đủ cái dung lượng để nó lưu, ví dụ default nó 900 giây nhá. Em không đủ cái dữ liệu của undo thì nó vẫn ghi đẻ trước 900 giây. Em để cái thời gian là 7200 nhưng mà em để cái phần undo table space nó nhỏ, nó vẫn không bao giờ nó đạt được cái 7200. 7200 giây ấy. Đúng một ngày chẳng thế đúng không? Không bao giờ được. À bạn một ngày là 3600 nhân 12 nhỉ, là 43000 chứ. Đấy không bao giờ đạt được. Mà khi cái undo retention này ra thì mình phải thiết kế cái phần redo nó cái phần undo table space nó phải đủ lớn để nó lưu trữ được. File thì đương nhiên. Chỗ này em hỏi tí. Nếu bây giờ sử như một câu lệnh mà nó không commit nhưng mà ví dụ như nó quá thời gian nó bị chi đèn rồi. Quá thời gian á? Ví dụ như thời gian của undo retention là 7200 nhưng mà mình Nó lỗi. Lỗi hết undo. Tức là nó báo lỗi câu lệnh đấy thôi này. Đúng rồi. Nó báo lỗi luôn ở mức database ấy. Thì các câu lệnh khác nó cũng bị lỗi đấy. Tất cả câu lệnh email bị lỗi luôn. Ok. Ừ. Khi đó em phải tăng khẩn trương cái undo thêm một vài data file và undo table space. Undo table space nó cũng là một cái table space như bình thường thôi. Vẫn là alter table space undo là tên nó thường là undo TPS. Ừ. TPS 1 chẳng hạn thế. Hay TPS gì đó. Add data file thôi. Cái phần này thông thường mình đã đặt cho nó 2 file rồi. Một file thì nó ít quá 2 file. Ban đầu mình có thể đặt cho nó 1 GB auto retention thôi. Sau mình phải giám sát chứ. Khi hệ thống đưa vào sử dụng mình phải giám sát đấy. Giám sát cái table space undo này.
khi nó chạy qua tất cả các chu kỳ mà cao tải thì khi đó mình biết được cái tham số này mình là tối ưu rồi, thì mình buông thôi, chứ không phải là mình không lỗi mình về ấy đâu, lỗi mình vào đâu, mình phải giám sát liên tục ấy. Thì nó ngon rồi mình có thể buông được. Hoặc là khi có cái đấy là trường hợp mà thiếu dung lượng, nhưng mà trường hợp mà thiếu thời gian ấy, thiếu thời gian á. Vâng, ví dụ một câu lệnh của thầy mà để lâu quá không cấp mít ấy, thì nó có ảnh hưởng gì không thầy nhỉ? Vì nó vượt qua thời gian undo retention này này. Khi đó là vẫn chiếm cái undo thôi. Nó vẫn chiếm thôi, nó chiếm không bị loại bỏ đấy. Không bị loại bỏ, không bao giờ bị loại bỏ. Nó là ở trạng thái active mà, ở trạng thái active mà, không bao giờ bị ghi đề. Thiếu dung lượng nó sẽ kêu ngay, auto sẽ kêu ngay. Ví dụ một file của nó, nếu mắc của nó 32 GB thì nhiều lắm, nó lưu nhiều lắm. Đấy thì cái khi mình thiết lập cái undo retention ấy thì thông thường mình để khoảng 12 tiếng 24 tiếng nó sẽ tốn dung lượng. Cái tùy vào cái hệ thống của mình to hay nhỏ này mình thiết lập cho phù hợp nhá. Ví dụ mình muốn để 12 tiếng 24 tiếng thì khi mất bằng mấy trăm GB thì nó tốn. Nhiều khi mình chẳng có dung lượng. Để nhắc lại con họ này 6 tiếng là thế đúng không? 6 tiếng thì như trước mọi người biết rồi đúng không? Khi mà trong vòng 6 tiếng đó mà có vấn đề gì trong hợp đủ dung lượng nhá thì mình có thể flashback rất là đơn giản đúng không? Chứ mà không nghiệp vụ nó cập nhật nhầm. Triệu thuê bao rất quan trọng mà đấy, mà nó bảo muốn cần lấy lại dữ liệu thời điểm này thời điểm kia đúng không, thì gần như không thể. Bản backup nó chỉ là cái bản backup, ví dụ như mình backup đến 3 giờ thì nó có thể khôi phục đến từ 3 giờ xong mình lấy archive xong mình sang kia mình ốp lâu lắm, dựng lâu lắm thừa thiếu archive dựng lâu lắm, mà đọc archive cũng lâu, mà chất tạo archive cũng lâu lắm. Do đó nếu mà mình bố trí cho nó một ít dung lượng này thì những cái vấn đề liên quan đến flash đúng không, dữ liệu table rồi transition thứ đó rất dễ dàng. Một cái nữa là vanity undo, tức là nó luôn đảm bảo cái thời gian cho mình là 900 giây hay là 1 tiếng là 3600 giây đúng không, hay là 12 tiếng đúng không, 3600 giây nhân 12 nó rơi hình như là 42.000 thì phải đúng không, 42.300 bao nhiêu đấy. Nhưng mà cái dung lượng của mình phải bố trí mình sai dinh cho nó đủ nhá. Thiếu sẽ không đảm bảo cái thời gian đâu, còn cho lỗi đấy. Rồi temporary undo, những cái bảng tem mà mình cho nó dùng undo ấy, thì nó sẽ rất là tốn. Từ 12C nó có chức năng là temporary undo. Mình cấu hình mình phải enter nhé, còn không nó dùng undo bình thường. Hoặc là mình advisor cái undo đấy trong cái khoảng thời gian đủ lớn để mình xem là mình cần cung cấp cho cái thằng table span undo bao nhiêu là phù hợp. Thì mình dùng cái này. Thì cái flashback này cũng là kỹ thuật nó rất là hay. Thì mọi người đọc lại cái phần flashback trước gửi tài liệu. Rất là hay đấy. Bởi vì khi nghiệp vụ nhiều không khi hỏi ông DBA. Phải em cho nhầm commit rồi. Anh lấy lại cho em dữ liệu. Thì nhiều ông DBA bảo không lấy lại được. Đấy thì bảo gấp phải lâu lắm. Ông nhiều khi đưa ra cái khó. Nhiều khi mấy ngày mới lấy được chẳng thì đúng không? Mà nhiều khi database lớn không lấy được. Đấy nhiều khi do anh em chưa hiểu phần undo như nào. Để default có 15 giây, 15 phút thôi. Thì một vài tiếng rồi nó qua rồi, nhiều khi nó đi đẻ. 15 phút vậy thôi, nhưng mà nhiều trường hợp nó vẫn ghi hơn 15 phút nhá, do cái dung lượng nó vẫn còn nhé. Đấy, cái 15 phút là cái mong muốn là tối thiểu thôi. Đấy, nhưng mà dung lượng vẫn còn thì nó sẽ còn lưu được nữa. Nhưng mà bất chợt nó không nó chắc được. Bất chợt có một cái giao dịch nó lớn, nó cần nhiều undo thì bắt đầu nó lại ghi đẻ lên. Đấy. Cái phần undo này thì cái từ khóa của nó là flashback thôi. Và undo retention. Là hai cái chính nhé.